Mới đây, Honda tại Mexico đã giới thiệu tới thị trường một mẫu xe Honda CGL 125 Tool MY 2020 mới, một dòng xe mang phong cách retro đặc trưng. Honda CGL 125 Tool MY 2020 được lấy cảm hứng từ mẫu Honda CG 125 trứ danh với phong cách cổ điển. Thân máy sử dụng cấu trúc ống thép với kích thước 2011mm x 793mm x 1053mm cùng với độ cao yên là 765mm. Hệ thống treo trước là phuộc ốc lồng với độ sâu 118mm, ở phía sau là phuộc lò xo đôi với đường kính là 80mm. Cả bánh trước và bánh sau được tích hợp phanh tang trống và trang bị vành nan hoa 17 inch đi kèm với lớp có sâm. Chính vì thế mà khối lượng của xe chỉ có 117kg, dung tích bình xăng đạt 10,5 lít. Về sức mạnh thì CGL 125 Tool MY 2020 được trang bị khối động cơ 4 thì DOHC, dung tích xi lanh 125cc, làm mát bằng không khí. Xe đạt công suất tối đa là 9,7 mã lực tại vòng tua 8.500 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại đạt 8,8 Nm. Động cơ được truyền tải với hộp số 5 cấp. Đặc biệt, mức giá của CGL 125 Tool MY 2020 rất rẻ, quy ra tiền Việt chỉ khoảng 25 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ được sản xuất dành riêng cho thị trường Mexico,